Hải Phòng và gia đình Lê Trường, Hải Yến lên tặng thưởng cho. Vâng, xin cảm ơn các nhà hảo tâm. Mời tổ trọng tài Ngô Chí Thanh của cha em mang áo đỏ, Giáp Xuân Tắc đơn vị Bắc Giang mang áo xanh, hai đồ vào giữa đài nghe lệnh chào đại chúng ra đài. Hai đồ ra đài. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Tạm dừng trận đấu, tạm dừng trận đấu. Hai đội thì đấu ở tuyến đứng và giữa đài. Tiếp tục trận đấu. Trận đấu hai đô và thi đấu ở tư thế đứng ở giữa sân và thi đấu ở tư thế đứng. Trọng tài nhắc đô mang trang phục hố xanh lần thứ nhất thi đấu tiêu cực. Chúng tôi thay mặt hội đồng trọng tài cũng để thông báo để cho quý vị đại biểu mà có thể là một số khán giả có thể là chưa được theo dõi về cái luật Phật dân tộc của Việt Nam ấy, hiện nay là liên đoàn đã có sự thay đổi và thống nhất lại luật. Thì trong cái luật là thi đấu là có 3 hiệp, 2 hiệp chính mỗi hiệp là 5 phút, hiệp phụ là 4 phút, giữa mỗi hiệp nghỉ 1 phút. Về nhắc nhở, trong 2 hiệp chính và hiệp phụ, nếu đội nào tiêu cực bị nhắc nhở coi như là thua. Còn nếu như trong quá trình 3 hiệp không đội nào bị nhắc nhở thì sẽ xác định bằng trọng lượng, nếu đội nào nhẹ cân hơn là đô đó sẽ thắng. Như vậy để quý vị đại biểu tiện theo dõi, xin cảm ơn. Tiếp tục thi đấu. Giữa Trần Văn Quân của đơn vị Cổ Trai và Giáp Xuân Bắc của đơn vị Bắc Giang.
ông Mạc Văn Lập, Phó Chủ tịch Hội đồng Mạc Độc thành phố Hải Phòng sẽ thưởng 1 triệu đồng nếu trường hợp vận động viên cổ trai thắng cuộc. Hai vận động viên thi đấu ở chung kết đứng và chưa thẳng. Trường Hải Yến sẽ thưởng nắng 1 triệu đồng nếu đơn vị của nếu vận động viên của trai thắng cuộc. Như vậy là vận động viên của trai thắng cuộc rồi. Mời hai đô vào giữa đàn để công bố quả. Khẩn trương ạ, hai đô vào khẩn trương. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 3:02. Hiệp thứ nhất, đô mang cố đỏ thắng cuộc. Như vậy là đô của trai Trần Văn Quân của trai thắng cuộc trận này. Mời Đô và Trần Văn Quân của đơn vị của trai đứng tại chỗ để nhận phần thưởng của các nhà tài trợ. Chúng tôi xin mời ông Mạc Văn Lập, Phó Chủ tịch Hội đồng Mạc Tập Hải Phòng và gia đình Lê Trường Hải Yến lên tặng thưởng cho. Vâng, xin cảm ơn các nhà hảo tâm. Đi ra đi.